Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc loa xách tay đi du lịch ca hát rất là hay đến từ thương hiệu Behringer. Nó có cái model là MBA40BT. Model này nó có hai dòng, thứ nhất là dòng MBA40BT và một dòng nữa là MBA40BT Pro. Thì cái dòng mình đang giới thiệu cho các bạn là dòng Pro. Dòng Pro này nó giá của nó cao hơn dòng thường rất rất nhiều các bạn. Nhưng bù lại thì cái chất lượng âm thanh của nó ra rất là tốt. Lợi thế của những cái dạng loa mà xách tay mà đi du lịch hoặc là hát hò mà đến được những cái thương hiệu mà nổi tiếng như thế này nè các bạn, mà lại đến từ một thương hiệu chuyên sản xuất đồ âm thanh biểu diễn, thì nó sẽ mang đến cho các bạn một giá trị âm thanh biểu diễn thực sự hay. Chứ nó không phải là mình dùng một cái loa không có chức năng biểu diễn mà mình đem đi hát karaoke thì nó sẽ làm cho nó, thứ nhất là nó không thể nào hay được các bạn. Thứ nhất là tổn hại về loa. Ở đây mình muốn nói là cái loa nó không có chức năng để ca hát, mà mình cố gắng mình chống chế nó mà để mình ca hát, hoặc là mình ghép nối những micro đa năng vào để mình hát thì nó rất là nguy hiểm. Dẫn đến nó sẽ không hay mà nó lại tổn hại nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi một cái loại loa mà nó đến từ những thương hiệu âm thanh biểu diễn sân khấu đó, mà nó càng nổi tiếng bao nhiêu thì cái chất lượng âm thanh nó tốt bấy nhiêu. Mình điển hình như là gần đây nhất mình có giới thiệu về cái dòng loa EV đó, là những cái thương hiệu đó mình phải tìm hiểu ở trên internet, trên mạng rằng là cái thương hiệu đó thuộc về phân khúc biểu diễn. Dạng loa này nó sẽ khác với những dạng loa Bluetooth Fashion đó, những cái dạng loa nghe nhạc thời trang nó chỉ hợp với cái gu di động nghe nhạc thôi các bạn. Nếu mà nó có thêm chức năng ca hát nữa thì nó cũng sẽ không có được suôn sẻ như là những cái dạng như loa này đâu. Thì cái dạng loa này nó rất là gọn các bạn. Ở đây nó có Bluetooth cho mình, nó có chỉnh bass chép, hai đường vào micro. Ở đây là pin này mình có thể thay được. Một số loa hiện nay mình biết đó là mỗi lần mà các thương hiệu lớn á, mỗi lần mình thay pin nó toàn cả $100 một cục thôi. Nhưng mà riêng về cái loa này thì các bạn có thể mở bốn con ốc này là các bạn thay cái pin được rồi. Cái pin size nó hình như là WB5 á, WB5 cỡ 5A, nhỏ gọn, bán trên thị trường cũng tương đối phổ thông các bạn. Chỉ vài trăm ngàn một cục là nó đã các bạn xài được rất là ổn định rồi. Ở đây pin đầy thì nó sẽ báo cho mình 100%, nếu mà pin mà nó tột á thì nó sẽ báo đây. Đó, mình mở lên thì nó phát Bluetooth ra. Rất hợp lý các bạn. 40W của loa này là tương đối là nhiều đó các bạn, 40W. Nó tính theo là AMS thì cái cường độ cao nhất của loa này có thể đạt được là 80W. Đó. Thì trong âm thanh nó không giống như là cái motor hoặc là cái máy lạnh là nó có công suất cố định. Trong âm thanh là có sự biến thiên giải tần, có nghĩa là có lúc nó mở nhỏ, có lúc mở cao. Thì cái 40W đó được gọi là căn bậc 2 của công suất. Thì AMS đó, thì người ta tính thông thường mà các bạn đọc catalog đó, thì các bạn luôn luôn nó có chữ AMS. Thì AMS là căn bậc 2, là có thể thấp nhất của nó là 0 nhưng mà là cao nhất của nó là 80, là nhân hai cái lượng này lên nè các bạn. Thì đối với một cái loa 40W nó có nghĩa là ở đây là quan trọng là cái màu sắc của cái tiếng nói, tiếng hát ở đây nó rõ nè các bạn. Đó. Rồi tuy nó 40W nhưng mà bởi vì cái màu sắc ở trên cái loa này nó luôn luôn đầy đủ, nên khi mà các bạn đi du lịch đó, các bạn hát nó không có bị cảm giác nó bị yếu. Nó là như vậy. Mà mình để mình làm ở những cái công năng mà ví dụ như loa sân khấu, hoặc là mình khi mà mình sử dụng sản phẩm đó, thì mình không nên cho rằng ở đây là một cái loa hơn cái loa này hơn loa kia, không có chuyện đó. Mình phải giới hạn một cái loa nhỏ như thế này ở trong một cái nhu cầu sử dụng của mình thôi, là mình cần cái âm thanh nó vừa phải sinh hoạt cho một vài người thì mình sẽ đi tới những dạng loa xách tay như thế này. Đó, cái này thì các bạn có thể mở kéo lên chút xíu, tại vì mình phải đúng thế thì nó mới kéo lên, nó cao lên như đây nè các bạn. Về mặt thiết kế thì loa này thiết kế rất đẹp. Các bạn có thể để trong cốp ô tô rất là tốt. Cái loa này thì nó sẽ không có
micro như là loa kéo, nhưng mà loa kéo thì toàn là loa độ chế lắp ráp thôi các bạn, cái màu sắc của nó không thể nào mà ổn định được. Màu sắc ở đây là ví dụ như là giống như là mình vẽ một bức tranh lên, hoặc là người 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 vẽ người ta phải có tính toán chút xíu thì cái nó sự có sự hài hòa. À, chứ còn mà mình cứ cứ bạ đâu á, mình ráp hoặc là loa Trung Quốc á thì nó rất là không được ổn định, không có tiêu chuẩn chất lượng lắm các bạn. Ở đây các bạn có thể mua thêm những cái dạng micro mà có eco nè. À, ví dụ như ở đây mình đang có cây Bosa Z600 nè. À, cây này thiết kế rất đẹp các bạn, cái đuôi rồi cái cầm tay rồi cũng rất là đẹp. Cái này nó có eco. Mình chỉ cần mình gắn cho các bạn nghe thử. Gắn ở đây. Đó. Có pin sẵn luôn. Bỏ pin. Cái loa mà chuyên hát đó, các bạn, cái tiếng vocal của mình nó rõ ràng lắm, chứ nó không có giống như một số cái dạng mà cái loa nó không có chức năng ca hát. Các bạn phải hiểu là khi mà cái loa mình nó không có chức năng ca hát đó, mình cố gắng mình chống chế, mình đi tìm cái này tìm cái kia, mình nói các bạn nghe mấy cái loa nghe nhạc nó nghe hay thôi, nhưng mà cái khả năng chịu lực, cái ABCD của nó á, ở trên thế giới nếu mà mình tìm hiểu, không riêng về cái bạc Ranger này á, là loa biểu diễn đâu các bạn, còn LD, các bạn còn DB Technology, các bạn còn ANT, rất là nhiều hãng DV. Nhưng mà các bạn phải tìm ra những cái dạng loa nào mà nó có chức năng biểu diễn. Một là có chức năng biểu diễn, hai là nó thuộc thương hiệu. Thuộc thương hiệu mà trước giờ người ta chỉ làm đồ sân khấu, đồ biểu diễn thôi thì nó lại ok. Mà nếu mà mình không đúng quá thì nó rất là nguy hiểm. Alo 1 2 4 5 6 7 8. Lượt. Alo 1 2 5 6 7 8. Ôi cái tiếng nó mạnh. Ở đây nó có cái volume. Mình giữ set nè. Đó, volume ở đây 4 đúng không? Mình giảm nhỏ lại xíu, lớn quá. Còn nếu mà muốn echo á, xin lỗi. Echo là bên này. Echo 4 nè, Echo 5 nè. Nè volume nè. Alo 1 2 5 6 7 8 2 5 6 7 8. Ta tình yêu trong cuộc đời. Ta sâu xa tay. Em là một cánh hoa xưa. Loại tình vô tình. Sẽ xéo thân em. Alo 1 2 4 5 6 7 8. Đây. Rồi. Ủa? Rồi đó là tổng hợp của cái giới thiệu một cái loa kéo như thế này. Các bạn nào muốn tìm hiểu cho mình một cái loa kéo mà để mình có thể di động được hay chất lượng mà phải nói là thật sự có chức năng ca hát luôn đó, thì các bạn nên để ý tới sản phẩm này. Các bạn có thể mua trên website của mình hoặc là mua trên những website dẫn nhà cung cấp khác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.